Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 10 ngày tới, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 23 độ, cao nhất là từ 29 đến 31 độ. Thời tiết này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Theo đó, ngày 4 tháng 1, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục se lạnh vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 20 đến 22 độ, trời ít mây. Dự báo trong 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại các đợt vào ngày 6 tháng 1 và vào khoảng ngày 12 đến ngày 13 tháng 1. Rãnh áp thấp xích đạo từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 nâng trục lên phía Bắc sau lùi về phía Nam, suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh ít thay đổi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm nên người dân cần đề phòng các bệnh về đường hô hấp.